chừng dâu luôn nè, mẹ hái được quá chừng dâu luôn nè. Quý vị ơi, Ngọc đang đi diễn ở Mây Lang Thang Đà Lạt. Xong rồi cả nhà ở lại chơi, đi hái dâu rất là vui nè. Đà Lạt, thời tiết chứ không, thời tiết của Đà Lạt rất là thích. Những lần sau Ngọc chắc chắn sẽ lên đây vừa hát và vừa đi tham quan như thế này nữa, vừa vui, vừa thư giãn và được gặp gỡ tất cả quý vị khán giả của Ngọc nữa.